kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ai muốn hạ tất thành Cang. Dù Cang có bị thành củi hay không, thì những kẻ kền kề như Nguyễn Tường Minh vẫn thu bộn bạc về túi mình và mang danh một nhà báo dũng cảm chống tiêu cực, chống sai trái. Tất Thành Cang quê ở Long An, cùng quê với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Cang là tay chân thân tín của đế chế nhà Lê Thanh Hải, lãnh chúa thực sự của Sài Gòn trong hơn một thập kỷ vừa qua. Chỉ nhìn con sâu hờ Lý Nhã Kỳ nhà Lê Thanh Hải, người ta đã không thể hình dung nổi số gia sản mà dòng họ Lê Thanh Hải có được. Những đòn tấn công của các đối thủ vào đế chế nhà Lê Thanh Hải lúc ông ta đã không còn trên vị trí quyền lực là phản ánh đúng những gì mà dư luận đã đoán từ nhiều năm trước. Khi Việt Nam không còn vay tiền được từ nước ngoài, chúng sẽ thịt lẫn nhau. Quan chức và đại gia tuy hai mà một, có những quan chức sở hữu nhiều cổ phần trong các tập đoàn chả kém gì đại gia. Có những đại gia đưa ra mệnh lệnh khiến cho ủy ban quận, thành phố phải răm rắc thực hiện không khác gì một lãnh đạo cấp cao. Phát súng đầu tiên vào Tất Thành Cang. Đầu mối nằm ở một phóng viên trẻ, một phóng viên mà nhiều đàn anh đi trước phải ngả mũ chào về độ sát thủ đối với các doanh nghiệp lớn. Chàng phóng viên 8X này mỗi tối đi trên chiếc xe Mercedes mới cáu, ngồi giải trí ở những tụ điểm ăn chơi sang trọng ở Sài Thành, tên là Nguyễn Tường Minh, sản phẩm một thời của Nguyễn Công Khế. Đầu tiên anh ta chạy theo bà Tư Hường, người phụ nữ giàu có ở Sài Gòn, nhận bà ta làm mẹ nuôi và phục vụ truyền thông cho tập đoàn Tư Hường. Sau khi bà Tư Hường mất, anh ta quay sang phục vụ cho tập đoàn Hoa Lâm. Anh ta có nhiều cú kiếm tiền ngoạn mục, chẳng hạn như bên ngoài nhận làm truyền thông cho thiếu gia Bùi Cao Nhật Quân. Nhưng cũng chính anh ta đã tung ra vụ ảnh xích từ 4 năm trước của thiếu gia này, rồi đứng ra dẹp hộ bằng cách liên hệ với nhóm công ty tin học, báo cáo khóa Facebook đưa thông tin vụ này, cũng như chặn tường lửa các trang website có đưa tin này. Những công ty tin học như vậy đều có bàn tay của Cục An ninh Văn hóa. Rất nhiều các nhà báo, nhà văn trong nước và cả ở nước ngoài có quan hệ với các cán bộ của Cục A87. Một số người vì đặc thù nghề nghiệp buộc phải xã giao, nhưng nhiều kẻ khác vì mối quan hệ bất minh như làm ăn hoặc là làm tay sai cho An ninh Văn hóa. Nguyễn Tường Minh là dạng hợp tác làm ăn với Cục An ninh Văn hóa. Nguyễn Tường Minh từng viết một bài phóng sự công phu gửi đến cho bà đại gia Nguyễn Thị Phương Thảo và đề nghị trả 3 tỷ đồng để không đưa bài lên báo Người Tiêu Dùng, tờ báo mà Minh làm chủ. Ô dù quá lớn và tờ báo nhã nhép như Người Tiêu Dùng không đáng để cho Nguyễn Thị Phương Thảo bận tâm. Bài phóng sự của Tường Minh được đưa lên Người Tiêu Dùng sau lời từ chối của bà Thảo. Đúng như bà Thảo nhận định, tờ báo nhã nhép ấy không đủ sức nặng để động đến lông chân của bà. Rút kinh nghiệm vụ bà Phương Thảo, Tường Minh nhận thấy cần phải sử dụng đến mạng xã hội Facebook thì mới tăng thêm được áp lực tống tiền. Mình đã chọn Nguyễn Xin, một hiệp sĩ đường phố đang nổi, có nhiều người theo dõi, biến Xin thành kênh đưa tin tức cho mình. Tường Minh đánh phá Chiêm Quốc Thái. Thái phải nhờ Khế can thiệp gỡ bài. Một tay chân nữa của Tường Minh là Ngọc Bảo Châu, phóng viên đắc lực của mình trong vai trò định hướng mạng xã hội, đã ngạo mạn đưa hình ảnh lãng hoa của A87 tặng, như thể hiện nhóm mình có công an văn hóa đứng đằng sau. Nguyễn Tường Minh phục vụ cho tập đoàn Hoa Lâm khi bà Tư Hường mất đi. Tập đoàn Hoa Lâm chính là tập đoàn chủ của trò xổ số Vietlott, trò chơi lừa đảo với người trúng thưởng hàng tỷ đồng nhưng bịt mặt nhận giải. Một trò lừa gạt kiếm bộn tiền bởi tâm lý máu me ảo tưởng từ dân chúng Việt Nam. Trò xổ số lừa bịp này, Hoa Lâm có chia phần cho cánh nhà thân Đức Nam. Chỉ từ một cái nhà máy lắp ráp xe máy Dalim cho Trung Quốc, Hoa Lâm của Trần Thị Lâm đã nhanh chóng trở thành một nhà đầu tư bất động sản và trở thành một tập đoàn cờ bạc, tài chính, bất động sản trong thời gian ngắn với số tiền kiếm được hàng chục ngàn tỷ. Hoa Lâm được cấp đất để làm dự án khu y tế kỹ thuật cao tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Bình Tân. Lợi dụng dự án này, Hoa Lâm muốn xây khu dân cư để kiếm trác tiền tươi, nhưng không được thành phố Hồ Chí Minh, tức là Tất Thành Cang, đồng ý. Lý do không đồng ý là việc xây khu dân cư không có trong quy hoạch là sai phạm. Mà sai phạm không có ý kiến từ trên cao, Tất Thành Cang không dám nhận tiền cho qua. Vì sao phía trên cao chưa có ý kiến xuống? Vì thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào thời kỳ xáo trộn trước bí thư. Nhưng Trần Thị Lâm không nghĩ như vậy. Nếu như đây là lần đầu tiên Tất Thành Cang chặn hoặc là cản dự án của bà, thì có thể còn hiểu do phía trên chưa có ý kiến. Đây là một trong nhiều lần mà Cang đã cản bà, như dự án đất đai quận 2, thời Cang làm đó đã không màng đến bà Lâm, mà bán cho các đối thủ khác của bà như Nova. Thế nên tranh thủ lúc nhân sự Hồ Chí Minh xáo trộn và đế chế nhà Lê Thanh Hải bị nhòm đến.
Trần Thị Lâm, bà chủ của Hoa Lâm, đã chỉ đạo tay sai Nguyễn Tường Minh dùng báo chí và mạng xã hội mở những phát đạn nã vào Tất Thành Cang, tạo đà cho báo chí lớn hơn vào cuộc, với phí chiến đấu lên đến hàng tỷ đồng. Khi dư luận đã lên cao, trong bộ chính trị, các đồng minh của Hoa Lâm ở đó sẽ tấu đến Nguyễn Phú Trọng. Số phận Tất Thành Cang sẽ kết thúc bởi những bản tấu của quan lại đại thần bên cạnh ông vua Nguyễn Phú Trọng. Tất Thành Cang sinh năm 1971, đang ở vị trí phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh. Con đường của y còn rất dài và sáng lạn. Y không chỉ có kẻ thù là Hoa Lâm, y còn có kẻ thù nữa là Minh Soài, tức là Minh Him Lam. Có một điều, nếu y trên chức phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo bán đất giá rẻ cho doanh nghiệp, thì cựu bí thư Hà Nội, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bây giờ áp giá cho Sipucha thấp hơn thực tế tới 8 lần, liệu ai sẽ xử ông ta? Dù Cang có bị thành củi hay không, thì những kẻ kền kện như Nguyễn Tường Minh vẫn thu bộn bạc về túi mình và mang danh một nhà báo dũng cảm, chống tiêu cực, chống sai trái. Và những kẻ đóng vai nhà báo chống tiêu cực ở Đà Nẵng như Hoàng Hải Vân, tên thật là Huỳnh Kim Sánh, họ hàng với Huỳnh Đức Thơ, kỳ thực chỉ nhằm vào những đối thủ của Thơ. Hay là nữ nhà báo anh hùng Dương Thị Nga gì đó của báo Giao thông Vận tải, vốn vô danh, một ngày nổi tiếng anh hùng vì chống những đối thủ của Thơ và Nghĩa. Nên nhớ, Nghĩa từng làm bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước khi về làm bí thư Đà Nẵng. Những bọn nhà báo như vậy chống tham nhũng đã khiến cho dân chúng hí hửng hy vọng rằng có cuộc chống tham nhũng, chống tiêu cực thật. Nhưng chính chúng đã làm mất đi tính chân thực của cuộc chống tham nhũng nếu có. Nếu như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn cuộc chống tham nhũng của mình có chính nghĩa, thì cần phải loại trừ những kẻ cơ hội mượn gió bẻ măng để kiếm trác tiền như lũ nhà báo đảng đếm kia. Làm sao có những tên nhà báo đi xe sang, uống rượu ngoại, ở biệt thự, xài toàn đồ hiệu lại có thể là những nhà báo chân chính chống tham nhũng được? Cái kết đẹp nhất để xử lý vụ này, trước tiên hãy xử lý những tên nhà báo như Nguyễn Tường Minh, tờ báo Người Tiêu Dùng và các sai phạm của Trần Thị Lâm. Tiếp đến là cho Tất Thành Cang ra vành móng ngựa vì những sai phạm. Một lúc làm cả hai việc như vậy, thì chả còn ai dám nói rằng nội bộ thanh trừng vì đấu đá phe phái cả. Tất Thành Cang sẽ bị truy tố. Mạng xã hội mấy hôm nay râm ran tin đồn Tất Thành Cang, tức Sáu Cang, trong thời gian tới sẽ bị truy tố. Tin đồn được phát ra từ một số Facebooker đang công tác tại tờ báo Người Tiêu Dùng, một tờ báo mà nghe đâu cũng bị khá nhiều tai tiếng. Thực hư tin đồn đó chính xác đến đâu thì chưa biết, nhưng theo một số nguồn tin khả tín, thì đứng sau lưng tờ báo Người Tiêu Dùng do cha con Nguyễn Tường Minh và anh Khuê làm chủ là bà Trần Thị Lâm, chủ tập đoàn Hoa Lâm, một người gốc Quảng Ngãi vừa có thế lực tài chính, vừa có mối quan hệ khá rộng với hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương đỡ đầu và cung cấp thông tin nội bộ cho nhóm phóng viên của Người Tiêu Dùng, đánh các quan chức nào không thuận theo ý của bà Lâm. Nghe giang hồ đồn đại là bà này đi tới cơ quan nhà nước nào thì bà ta đều rải tiền từ cửa bảo vệ cho đến tận văn phòng mà không biết có đúng hay không. Nếu thông tin này là thật thì quả là quá khủng khiếp. Chỉ một cá nhân mà có thể thao túng cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương thì đất nước này coi như nát. Còn về lý do tại sao báo Người Tiêu Dùng chỉ tập trung đánh vào Tất Thành Cang mà không phải là một ai khác, nguyên do nghe đâu là do Tất Thành Cang không đồng ý ký duyệt chuyển đổi dự án bệnh viện tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của tập đoàn Hoa Lâm thành khu vực dân cư vì nó vi phạm quy hoạch xây dựng, nên có lẽ vì vậy mà bà Lâm chỉ đạo tay chân của mình bên báo Người Tiêu Dùng tấn công liên tục vào Tất Thành Cang, và cũng để nhằm dằn mặt các quan chức khác sau này phải biết ngoan và vâng lời mình trong việc phê duyệt các dự án dính đến tập đoàn Hoa Lâm của mình sau này. Đúng là đàn bà sẽ có mấy tay. Một bộ phận khá lớn dân chúng, bạn đọc Người Tiêu Dùng Facebook thì cứ hạ hê vì cứ tưởng tờ báo Người Tiêu Dùng này đang chống tham nhũng. Nhưng họ đâu biết rằng tờ báo này thực ra là đang phục vụ cho một vài cá nhân nào đó nhằm mục đích thao túng cả hệ thống chính trị và kinh tế của Việt Nam. Thật là khủng khiếp nếu những thông tin và những lời đồn đoán trên là thật. Lại nói về vấn đề Tất Thành Cang có bị truy tố hay không? Và nếu bị truy tố thì truy tố vì liên quan đến vụ việc gì? Câu trả lời có lẽ là cũng có khả năng Tất Thành Cang sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu làm đúng luật, nhưng sẽ là vụ việc liên quan tới sai phạm của Tất Thành Cang trong dự án của Quốc Cường Gia Lai ở Nhà Bè, chứ không phải là những việc liên quan đến Thủ Thiêm. Vì sao? Vì vụ việc Thủ Thiêm quá phức tạp, liên quan đến hai đời chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, ba đời bí thư thành ủy là Sáu Phong, Tư Sang, Hai Nhật, ba đời chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, Hai Nhật, Hai Quân, Tư Phong. Nên ông Trọng phải rất cân nhắc khi đụng tới vấn đề Thủ Thiêm, nếu không muốn vỡ lò,
Vì tuy đã về hưu, nhưng thế lực của anh Tư Sang vẫn còn rất mạnh mẽ. Vì nếu Tinh Ý sẽ nhận ra trong vụ việc ở Thủ Thiêm, trách nhiệm của ông Trương Tấn Sang là không nhỏ. Nhưng báo chí chính thống không có một dòng nào dám động đến anh Tư Sang nhà mình, thì đủ hiểu thế lực và ảnh hưởng của anh Tư Sang ở chính trường và giới truyền thông Việt Nam mạnh như thế nào. Lại nói thêm về phần bà Lâm, chủ tập đoàn Hoa Lâm. Nghe đâu phong phanh tin đồn rằng bà Lâm tuyên bố là chỉ cần nắm được hai cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương và thanh tra chính phủ là nắm được hết các tỉnh. Liệu những lời đồn này có thật hay không? Nếu là thật thì ảnh hưởng của người phụ nữ này lên hệ thống chính trị Việt Nam quả là quá khủng khiếp. Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền, nhất là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cho xác minh làm rõ là liệu có hay không một mưu đồ thao túng chính trị Việt Nam của một vài cá nhân và mục đích thật sự của việc này là gì. Nếu là một minh quân như những gì đã tuyên bố, mong ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm rõ xem có hay không âm mưu mượn bàn tay và cái lò của ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhằm triệt hạ đối thủ, trả tư thù cá nhân nhằm mục đích và lợi ích của một nhóm cá nhân, và cũng là xác minh xem ai là người cung cấp hồ sơ và thông tin nội bộ cho bà Lâm biết.